giam đạm hà bá mãn càn khôn thanh phủ toàn thân thế giới. Quân sinh văn thử phát nhân tâm địa khai minh chư thánh. Quân chi trực giả thiên thăng diệu phủ hương xả rõ lai từ đắc bất phương na cái tài thành. Chi tại cứu sinh khởi đắc giá nhân trùng tiểu phần khởi. Ất vô thi không tuy nã sư quanh nhà đề nhất chiêm đàn hiểu biết vô song nan xả. Như lại giáo hữu nhân đường chân ngôn cẩn đương chỉ tùng. Rơi hương định hương giữ về hương giải phát giải thoát chi kiến hương. Quang minh vân đại biến pháp rơi cũng giảng thập phương chư thánh chung. Thần tuân phụng Như Lai, thần tuân phụng Như Lai Thích Ca Di Lao đệ tử thân thanh hoa thanh cụ thể thủ lưỡi thủ bách bái cẩn tâu. Phúc di thiền sinh cờ an pháp đàn thỉnh Phật tuyên kinh trung linh đình thần tam tứ phủ bái tiến thiên quan khao thỉnh sơn trang trợ thí vô hồn kim cư Việt Nam quốc công nghiên tỉnh Mỹ Hào huyện Dương Quang xã Thường xã Thổ Nghi Vu tiên hưng linh từ thượng cùng Phật thanh cung đang kim thần thanh đồng trưởng Nguyễn Thị Hằng cờ vi bản mình sinh canh tuất liên hành canh chú thập cửu tuế đại tấu vua đệ tử Nguyễn Văn Linh cờ vi bản mình sinh ất dậu liên hành canh nhất thập cửu tuế tua tiết thường ma kim ngân đế vật long chu tưởng hóa hình nốt tốt tươi trên chay dưới bàn thỉnh Phật tuyên kinh cung minh đình thần tám tứ phủ bái tiên thiên quan trở trả lễ trả mã tứ phủ trả lợ tào quan cầu giải hạn trừ tai cầu tài cầu lộc cầu bản mệnh gia lộ bình an cầu nhân khang vật thịnh tức nhật ngưỡng can cân lo thu kim nguyệt cát nhật kiều thỉnh đạo lưu từ vu chùa xứ chu bên nhị tán bản đan thân đắc tử lai hà từ cảnh áo lao qua phụng hành pháp từ túc gương tôn thần tỷ thiên hạ chi dân thành quản chưa chi chúa thể thông minh chính trực trung trường thiền đơn ác di bộ tư thiền hách đi vì linh phúc thiên thọ linh nhi tu chuẩn pháp mở sửa sửa cảm và bất văn chi thử học hành phù điệp nhất tòa thượng đâu tòa cùng quất cảm đường thừa ý cần vẫn ủng hộ đàn chàng thương nhường và thừa công quý tín chủ cũng có trọng ta muốn nhất tiết thở cầu đất chúng tay quả bại chu trí điệp giả hữu điệp thường kim liên thái tế việt vương hành khiển chi đức tôn thần tự hạ bản thổ thanh hoàng tối linh đại vương đà tự công tào sứ đà thanh công tào tiết công tào lý văn nguyệt minh công tào cao thế thân nhật công tàu lâm nguyên thành thời công tàu hoa lăng bảo vệ thượng dưới công tàu tiêu công lô trung dưới công tàu chính nguyên hạ hù hạ dưới công tàu thượng nguyên thượng dưới vừa đường hoàng thân nguyên nhất trung trung cát chưa bóng từ thở hạ dưới vẫn đâu nguyên từ trường thiên đình phật tại chiêu quang từ chúng mình công đức pháp ba biết thua chứ thế thứ năm mộ tuất ngày 18 tháng 3 nhật thần đệ tử thích ca như na dí giao đệ tử thần thành phụng hành phục di thành gia quang lâm phụng từ mình là tiểu ngồi hạ đối chợ cũng các hàng cảm quyền tứ đạo chợ ngọc lưu mô đắc nghĩa chỉ cũng trở thành quyền đang là phó đàn chàng cũng linh linh nước phục lý chi 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 cả chuyển thành chỉ hiền cứ ai ngô hốc ngư gian cứ được cũng khu đắc ngân cứ là cũng được hàng một ai tinh tú bộ sử nay đang với là ngôn sứ giả mình hết rồi.
Kính thưa Đại Đức Thích Nguyên Bình, chủ trì chùa Thiên Hương Dương Xá. Kính thưa Đồng trưởng cô Nguyễn Thị Hằng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em, con cháu và các Phật tử thuộc bản viện cô Nguyễn Thị Hằng cùng quý Phật tử chùa Thiên Hương kính mến. Hôm nay một buổi sáng mùa xuân, tiết trời mát mẻ, đội dân hương nữ thôn Dương Xá chúng con phấn khởi, hoan hỷ bái yết điện mẫu. Thành tích danh nam thắng cảnh càng yêu đất nước, kỳ sơn tứ thủy nhủ lòng quyết giữ tương lai. Vâng, ngôi điện mẫu được xây dựng lên biết bao công sức tiền bạc của thầy chủ trì, nhân dân và quý khách Phật tử gần xa công đức. Hôm nay bản viện cô Nguyễn Thị Hằng long trọng tổ chức ghi lễ tiệc mẹ tại điện mẫu uy nghi linh thiêng tráng lệ này, cầu an mát mẻ, nhớ ơn nguồn cội, mong sao quốc thái dân an. Tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ, nước biển mênh mông không đong đầy lòng mẹ, mây trời lồng lộng chẳng phủ kín công cha. Đi khắp thế gian không ai khổ bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Vâng, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hôm nay về đây, chúng con dâng lên cửa mẫu những nén hương trầm thơm ngát, những bông hoa tươi thắm, với tấm lòng thành kính tri ân và biết ơn sâu sắc nguồn cội. Cội nguồn, chúng con cầu mong một nén tâm nhang dâng cửa Phật, cao minh vô lượng thấu muôn phần. Sau đây, chương trình dâng hương xin bắt đầu. Lễ trình điện mẫu cho chúng con được dâng hương cúng dường.
lấy hương này sửa sang cõi Phật, ai nấy đều cùng phát đạo tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật thánh ngự ở mười phương, Phật thánh ngự ở phương đông phương tây. Phật thánh ngự ở chùa này biến hóa thần thông. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A
Đà Phật. Tây Quỳnh, Tây Quế, xin phép già la, tiến lão, các đệ tử xa gần là bắt để thanh đồng tôi vào bắc ghế cha mẹ ngồi, bắc ngôi cha mẹ ngự để tiệc mẫu ngày hôm nay, để được thuận buồm xuôi gió mát mẻ, mẻ mát được, từ nay giờ đi từ chi chứ hậu được dân thôn bản hạt, được an nhàn. Bột buồn dương tiết thảo tâm trí thành câu đạo họ nguyện con cầu bình an trung dung tiết thầy lành lành tiết mơ thung dung mời tan toa tiết thanh hội công đồng mẫu gia nâng nở
bạn sống. Thank you.
sang đệ tử nhé, ông về ông chèm ông chở cho nhé, ông về ông đồ cho kho nguyện hôm nay ra tiễn mã tư phụ, ông về ông đồ ông thương từ nay ra đi từ chi chưa học được trên thuận dưới hòa trong ấm ngoài êm, công danh học hành thông minh học giỏi nhá, đỗ đạt cao sang nhé, ông về ông đồ ông thương nhé, ông về ông đồ cho Tây Quỳnh Tây Quế phật về đôi bên nhé, ông về ông đồ cho văn đàn tiếng hát đàn ngọt hát hay trong nghe nhé, ông về ông đồ cho già la tiến não già thì mình khỏe trẻ bình an nhà nào lộc đấy, cầu thì được cứ phải thấy đi trên đường xe cộ đường thượng lộ bình an nhá, ông về ông trèo ông chở ông han hỉ nhá. À quân thuyền quân bộ đua nhau uống nước đầu đắp đầu
hoa hải đường thân vương cô đệ nhất mà thanh gió nhị vị đại hoàng tâu thương cô tên gọi chân là phan mê kỳ thơm nức một ni tòa quê lan
Để từ nay giờ đi từ chi chứ hậu được học hành thông minh học giỏi nhất, sau này đỗ đạt cao sang nhất. Cô về cô chèo cô chở cho nhất. Cô về cô độ cho tay Quỳnh tay Quế cận kề đôi bên nhé. Cô về cô độ cho văn đàn tiếng hát đàn ngọt hát hay cho cô nghe nhé. Cô về cô độ cho các gia các chủ hôm nay về cửa cô khâm trực cửa cô và già la tiến não. Già thì mình khỏe trẻ bình an nhà nào lộc đấy cô về cô độ cô thương nhá. Cấy lúa thì lúa tốt trồng màu màu sai cô về cô trừ tà sát kỷ sát quỷ để cô cứu người khổ cô độ người mê người dân tôn bản hạt của ta nhá. Ha. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bốn phương hồi hộp về đá tháp này bán cho đồng nghi tìm một lụa dày để mặc cho nhớ một ngoái năm xưa thành một con gái nói cùng thờ ta mới mong một người tư hương dân ta mới mong một hương dân mới tư tiền tiền bay tiền tiền bay như lá trên cây tiền bay lơ lửng biết bay vào tay ai biết ai biết lập ta 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 cho các điều ta cho đồng giải đất xác yêu tổng tộc cho nhiều hơn lắm quán năm xưa thay thay đầu con nhạc với phục thờ ta tôi bông bồ người như hôm giặc ta tôi bông bồ hôm giặc người tư cô chiều đinh niên đi chờ
đâu để tôi tây thiên tám đạo thiên đi. Thank you.
lỡ hoa bụt mùa. Sang thiên thu thu sức là gọi nhau lâu. Bước bước thiên sáng tỏ trên lòn. Bước bước giòn sáng tỏ tốt tươi rực rà. Lên đàn xanh lắm tỏa vô hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phần bội thấp mỹ cao thế nào xem ra cửa nhà năm nay ý. Thank you.
treo về. Việc xôi xôi kiếp thuyền chứa thề động tiên đi. Khắp mọi miền kêu cầu lê mãi. Ai mỗi lần xin xua đoái lòng thương ngờ. Khoan họ khoan hơi khoan họ khoan. Khoan khoan họ khoan hơi khoan khoan họ khoan hơi họ dù. Chùa thắng nghe, lá cờ hồng kêu bốn chữ vàng son nghe. Lênh đênh một dài khoát đôi. Chờ vừa vừa khí đi qua lối hiệp nghèo. Khoan hò khoan hơi, khoan hò khoan nghe. Khoan khoan hò khoan nghe, khoan khoan hò khoan hơi. Châu vào có cây cổ thụ
người vương thị thành. Đòi ta trả tiền bằng giấy điên chúng ta. Ngày cho chín ngày năm là ngày phúc trời đang
ban cho nhiều, Chúa thương ai tiếc hiệp Chúa ban thầy. Chúa như là trên cây, ca giữa suối như sao trên trời. Lòng Chúa đô thủ tứ chi hồi
viết thanh nhạc ban cho bạn được con giờ sang đời đời muốn vẫn ghi nhớ ơn người nhớ ơn thiên chúa nên chưa từ sinh ra. Khâm ban sắc ngơ
Giám sát quyền cai trên thượng ngàn.
đàn đi quan đệ đi quản cái khâm gì tam mi giới khâm sai ý trước trước đại thần nhân bái 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 bình niệm bồ
là số linh, hai là số sinh, ba là số mệnh thành đình. Khai quang dung nhang thật cờ diều, mới về chính hình nhân. Tựa đàn trên đỉnh núi
tung gieo thời điểm trống linh.